Cha chúng ta cảm tạ Chúa. Giống như điều đến tới Chúa người cầu nguyện có vừa nói ra. Wir danken Gott auch für die Worte, die wir gerade gehört haben durch das Gebet. Chúa chúng ta là rất lớn. Unser Gott ist groß. Thực ra cái sự chúng ta ca ngợi Chúa có lớn tiếng bao nhiêu thì cái sự lớn của Chúa vẫn lớn hơn cái sự lớn tiếng của chúng ta bấy nhiêu. Und auch wenn wir laut singen würden, reicht diese Lautstärke nicht aus, um die Größe Gottes wirklich zu erreichen. Nếu lòng chúng ta nói hết lòng là Chúa rất rất tốt lành thì cái sự tốt lành bằng tấm lòng sâu thẳm chúng ta vẫn chưa đạt đến sự tốt lành từ nơi Chúa. Selbst wenn wir aus unserem ganzen Herzen sagen, dass Gott gut ist, reicht das nicht aus, um wirklich über die Güte Gottes zu sprechen. Cũng vậy, nhưng tất cả những sự thánh khiết công bình mà chúng ta có tôn vinh Chúa thì cái sự thánh khiết công bình Chúa vẫn lớn hơn những cái lời ca tụng của chúng ta. Und das gleiche gilt auch für die Gerechtigkeit und die Heiligkeit, die in Gott ist, die niemals von uns ausreichen wird. Thật, đó là điều có thật anh chị em. Und das ist das, was wirklich wahr ist. Ngày nay khi tôi đọc Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 6 từ câu 18 câu 23. Und heute haben wir auch gemeinsam gelesen im Römer Kapitel 6 von Vers 18 bis Vers 23. Nói thật lòng là tôi xin Chúa cho tôi phần Kinh Thánh đó. Und das ist ein Bibelvers oder das ist ein Teil, den ich mir von Gott gewünscht habe. Nói thật lòng là tôi phải nói điều là không phải Chúa nói với tôi rằng hãy đọc phần Kinh Thánh đó. Und das ist nicht nur das, dass Gott zu mir gesagt hat, dass wir gemeinsam hier lesen werden. Nhưng mà Chúa ơi, con xin Chúa cho con phần Kinh Thánh này con đọc. Aber ich habe Gott darum gebeten, dass Gott dieses Wort mir gibt. Và xin Chúa cũng cho con dạy con để con có thể tâm tình chia sẻ lời Chúa cho dân sự Chúa ngày hôm nay. Und ich habe Gott darum gebeten, dass er mich lehrt, dass ich heute Gemeinschaft haben kann mit euch über genau diese Bibelstelle hier. Tôi nói điều đó có nghĩa là khi tôi đọc Kinh Thánh ấy, tôi không có cảm xúc rất nhiều. Und ich will damit sagen, wenn ich diese Bibelstelle hier lese. Nhưng mà khi mà tôi đứng tôi đọc lời Chúa. Zeige ich vielleicht nicht so viele Gefühle und Emotionen, aber als ich hier vorne stand und das Wort gelesen habe. Cùng với mọi người trong khoảng khắc ngắn như vậy. Und mit euch gemeinsam diese Bibelstelle in dieser kurzen Zeit gelesen habe. Tôi đã nghẹn ngào. Tôi không nói được nên lời. Und da konnte ich keine Worte mehr aus meinem Mund herausbringen. Chỉ biết một điều, Chúa nhắc trong lòng tôi. Weil Gott mich erinnern möchte oder mich erinnert hat. Chúa là tốt lành vô cùng như vậy. Weil Gott doch so gut ist. Cái sự cứu rỗi Chúa là vô cùng quý giá như vậy. Und wie wertvoll seine Errettung für uns doch ist. Nhưng mà chỉ trong vòng dân sự của Chúa tôi mới tại đây thôi. Aber nur unter dem Volk Gottes. Nhiều người chưa hiểu được điều đó. Vielleicht gibt es so auch Menschen, die es noch nicht ganz verstehen. Nhiều người rất là thờ ơ việc như vậy. Und sie begreifen es noch nicht. Và thực sự khi mà tự nhiên Thánh Linh Chúa đặt trong lòng tôi nghẹn ngào và tôi thực ra nói điều đó là thế thì trong cái lời giảng của con có cái điều gì để giúp đỡ cho anh chị em con? Und der Heilige Geist, hat mich erinnert und er hat mir ich habe Gott darum gebeten und zu ihm gesagt, was kann ich für Worte mitgeben, damit ich auch diese Menschen erreichen kann. Và chỉ có điều tôi hiểu rằng Chúa ơi, ngoài Chúa ra con không làm gì được. Und das, was ich verstehe, für mich verstehe, ist, ohne Gott kann ich nichts tun. Nếu mà thần linh của Chúa mà không động chạm tấm lòng của anh chị em con thì con tức lời nói của con nó vô ích. Wenn der Geist Gottes nicht die Herzen der Menschen erreicht oder sie berühren kann, dann sind meine Worte auch für umsonst. Và tự nhiên những giây phút đó tự nhiên lại tiếp tục đến với lời Chúa, đến với đời sống của tôi. Und in dieser Zeit kam auch sein Wort zu mir. Và chính tôi đã nhìn thấy đời sống tôi trước ngàn năm tháng chưa tin Chúa. Und ich habe dann auch noch mal auf mein Leben zurückgeguckt, wo ich als ich Gott noch nicht angenommen habe. Bởi vì cái sự cứng cỏi của nhiều người không bằng cái sự cứng cỏi tôi ngày trước. Weil es doch viele Menschen gibt, die noch dran zweifeln und es nicht annehmen wollen. Tự nhiên tôi nói điều này thì tôi cũng làm chứng về một việc nho nhỏ khi mà cuộc sống
đầy những sự cứng cỏi, cứng lòng trong đời sống. Und wo ich das gerade sage, möchte ich auch ein kleines Zeugnis geben über mein Leben, wo ich auch es wo ich es auch nicht annehmen wollte. Trước năm tôi tin Chúa thì tôi phải nói thật một điều rằng sống trong sự rất là bất an. Bevor ich Gott kennengelernt habe, habe ich in Unfrieden gelebt. Trong sự bất an ấy, đôi lúc nó có sự rối loạn ở trong đó, có nghĩa là lộn xộn ở trong đó, có rất nhiều. In diesem Unfrieden ist auch viel Chaos in mein Leben gewesen. Không những trong tâm linh riêng của đời sống mình, nhưng mà trong gia đình giữa người này và người khác. Nicht nur in mir persönlich, sondern auch in meinem Umfeld, in meiner Familie und in den beiden Mitmenschen. Tôi nhớ có một lần trong tôi lúc đấy, tôi phải nói là nó cứ rối loạn ở trong đó. Und ich erinnere mich daran, dass es in mir, dass ich etwas durcheinander war. Lo lắng bất an đầy rẫy trong đó. Ich war besorgt und hatte Unfrieden. Nếu mà nhìn bề ngoài thì mọi người cứ tưởng mình okay lắm. Wenn man mich von außen betrachtet hat, dann schien alles erstmal okay zu sein. Về sức khỏe, về vợ, về chồng, về con, về cái, về công việc làm. Ob es jetzt cứ tưởng rằng mọi sự rất là ổn. Ob es die Gesundheit angeht, die Beziehung angeht oder auch der Job, schien alles in Ordnung gewesen zu sein. Nhưng mà trong tôi thì tôi biết, gia đình tôi thì mới biết được cái cụ thể của cuộc sống gia đình thế nào. Aber ich wusste, wie es in mir war und auch meine Familie wusste es. Trong thời điểm đó thì có một anh hàng xóm, tức là người, anh ta là người thổ. Und es gab in unserer Nachbarschaft einen Nachbarn, der war Türke. Anh ta một chân anh ta có bị liệt, có nghĩa là anh ta đi chỉ một chân và đi rất là vất vả. Er war auf einem Bein gelähmt, deswegen konnte er nur mit einem Bein gehen und für ihn war das sehr schwer zu gehen. Trong lúc rối loạn như vậy thì anh ta bấm chuông nhà tôi. Und als ich in diesem Zustand war, dass ich durcheinander war, hat es an meine Haustür geklingelt. Anh ta là người, nếu mà nói về bình thường, anh ta là người hiền lành, không phải là người dữ. Das war dieser Nachbar und wenn man von seiner Persönlichkeit spricht, war das ein guter Mensch. Cái khuôn mặt của anh ta cũng là người dễ thương. Und wenn man ihn von außen betrachtet, dann hatte er auch ein sympathisches Gesicht. Anh ta cũng có vợ và có con. Und hatte auch Familie mit Frau und Kindern. Anh ta ở đối diện nhà tôi. Und war mein direkter Nachbar. Anh ta bấm chuông nhà tôi. Und hat dann an meine Haustür geklingelt. Khi tôi mở cửa ra, tôi nhìn thấy anh ta. Als ich die Tür geöffnet habe, habe ich ihn gesehen. Chắc chắn rằng anh ta bấm chuông nhà tôi là cái thái độ anh ta rất là bình tĩnh, rất là bình thường, giống như một người hàng xóm tốt bụng thôi. Also hatte geklingelt und wollte etwas von uns. Tôi vừa mở cửa, tôi nhìn thấy anh ta. Und als ich dann die Tür öffnete und ihn sah, tôi nói một câu mà tôi nghĩ rằng chắc là anh mình hiểu cái tâm trạng của tôi thế nào, tôi mới nói câu đó. Und ich habe zu ihm einen Satz gesagt und er würde es wahrscheinlich erst verstehen, warum ich das gesagt habe, wenn er meinen Zustand da gekannt hat. Thôi mày để tao yên, để tao yên, để tao yên. Und ich habe zu ihm gesagt, gib mir Ruhe, gib mir Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe oder lass mich in Ruhe. Trong cái thời gian anh ta đến nhà tôi nghĩ ít nhất khoảng 10 đến 15 phút đến trước cửa nhà tôi. Und da stand er bestimmt 10 bis 15 Minuten vor meiner Haustür. Anh ta chỉ muốn trình bày một điều gì mà đúng là đến bây giờ tôi chưa hiểu anh ta muốn nói điều gì. Und er wollte nur mit uns oder mit mir über eine Sache sprechen und davon weiß ich bis heute noch nichts. Nhưng mà 10 đến 15 phút đó, anh ta chỉ muốn nói một câu mà tôi không cho anh ta nói. Und er wollte vielleicht auch nur einen Satz sagen und ich habe nicht zugelassen, dass er das tun konnte. Anh ta thấy tôi dữ quá. Und weil er gesehen hat, dass ich so aggressiv reagiert habe, và anh ta không thể nào làm khác được. Und da konnte er nichts anderes tun. Anh ta phải về. Da ist er wieder in seine Wohnung gegangen. Và dường như là tôi nói rằng cái Ruhe của tôi á, cái bình an của tôi á, nó nằm ở trong cái sự rối loạn như vậy. Und das schien so, als hätte ich gesagt, ja, meine Ruhe liegt in diesem Chaos oder in diesem Durcheinander. Điều tôi muốn nói á, là đến ngày hôm nay á, khi tôi tin Chúa, tôi vẫn ân hận về cái việc tôi xử sự một người hàng xóm như vậy. Das ist auch das, woran ich mich bis heute mich erinnere und es auch ein bisschen bereue, dass ich so mit dem Nachbarn umgegangen bin. Và
tôi cũng biết sau này tôi tin Chúa, tôi bảo ơ biết đâu anh ta nói một điều rất tốt lành cho mình mà mình không hề mình được nghe một cái lời nào, tôi ít nhất là một lời chào tử tế tôi cũng không được nghe, bởi vì tôi là người đã xử sự như vậy. Und auch heute denke ich mal nach und denke mir, vielleicht wollte er mir nur etwas Nettes sagen oder vielleicht mich auch nur und mich nur auch höflich begrüßen, und ich habe nicht zugelassen, dass er das tun konnte. Anh chị em, các cháu, khi mình cứng lòng, mình rất là thiệt thòi cho bản thân của đời sống mình. Wenn wir es nicht zulassen und unsere Herzen nicht dafür offen sind, dann ja, kann es schlechte Folgen für uns haben. Bởi vì có những điều rất tốt lành đến với mình mà mình không nhận được. Weil es sein kann, dass gute Dinge uns erreichen wollen, aber wir lassen es einfach nicht zu. Tôi phải nói thật rằng trong những ngày qua thì tôi có nghe thấy, đặc biệt trong ban trật tự, anh em có nhắc nhở về cái sự thờ phượng Chúa ở trong hội thánh Chúa. Und ich habe in der vergangenen Woche auch darüber gehört über die Ordnung in während der Gottesdienstzeiten. Anh em trong ban trật tự thì rất cố gắng dành cái sự trật tự cho hội thánh Chúa để thờ phượng Chúa. Und die Geschwister, sie bemühen sich im Ordnungsteam, damit wir ja, Ordnung während der Gottesdienstzeiten haben. Mà chúng ta biết một việc mà để nhắc nhở trật tự là một việc không ai muốn làm cả. Und das ist auch eine Aufgabe, die ja, die nicht jeder gerne tut. Nhắc nhở một người mềm mại, hỏi lỡ rất là dễ. Es ist vielleicht einfacher, jemand zu erinnern, wenn jemand es nicht, sag mal, absichtlich getan hat. Nhắc nhở một người cứng cỏi, ngang tàng, tôi cá nhân tôi rất là ngại. Aber es unangenehm, wenn man Leute anspricht oder sie ermahnen oder erinnern möchte und sie es nicht annehmen oder akzeptieren wollen. Vì một công việc lành, vì cớ danh Chúa mà cuối cùng trở thành cớ rèm chê. Und dadurch, dass wir gewisse Dinge tun, dass Gottes Name nicht verherrlicht wird. Và có những con người không muốn nghe và thực sự đôi lúc còn giận dữ cái người trật tự đó nữa. Und vielleicht wollen wir nicht zuhören und reagieren schlecht gegenüber denjenigen, der uns anspricht. Anh chị em, nếu mà chúng ta là người mềm mại, chúng ta nghĩ rằng cái người trật tự họ làm việc vì cớ ai anh chị em? Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann können wir mal überlegen, weshalb Menschen so etwas tun. Tôi tin chắc rằng nếu mà cá nhân họ không cần phải làm việc đó, nếu cho cá nhân họ. Ich denke, wenn es um ihr persönliches geht, dann brauchen sie das gar nicht zu tun. Nhưng mà bởi vì họ kính sợ Chúa. Aber weil sie Gott fürchten. Họ kính sợ Chúa mà đôi lúc họ chịu thiệt. Und weil sie Gott fürchten und dadurch sogar ja, Nachteile mittragen. Họ chịu ngay cả những sự chống trả của người khác để vì danh Chúa hội thánh được yên ổn. Und vielleicht müssen sie sogar Dinge aushalten, was sie dann abbekommen und damit es Ordnung gibt in der Gemeinde. Tôi cũng rất thông cảm anh em, đôi lúc có những anh chị em chưa có thói quen sự thờ phượng Chúa mà nhiều người nói rằng ngày nào ít là thờ phượng, một lúc là đi ra ngoài. Und ich kann auch ein bisschen die Leute, diese Personen verstehen, wenn sie mit solchen Menschen zu tun haben. Thì đó là cái vấn đề mà Hội Thánh Chúa cũng luôn luôn nhắc nhở và cũng khích lệ để anh chị em ta, mình đã đến đây rồi, mình đã ngồi đây rồi, chúng ta hãy kiên nhẫn, mở tấm lòng mềm mại, những lời khuyên bảo của Thánh Chúa. Und das ist auch etwas, wo wir als Gemeinde daran erinnern wollen, dass wenn wir schon hergekommen sind, dass wir geduldig sind und uns die Zeit nehmen für Gott und Ordnung halten. Để thực sự đến một lúc nào chúng ta mới hiểu rằng, ôi Chúa ơi, không có gì nó quý giá, nó cao trọng bằng khi con được ngồi con thờ phượng Đức Chúa Trời. Damit wir vielleicht eines Tages verstehen können, wie wertvoll es ist, dass wir Zeit haben, hier zu sitzen und Gottesdienst zu haben. Tôi phải nói thật một điều anh chị em, đây là một điều Kinh Thánh có ghi. Und das ist auch das, was die Bibel uns schreibt. Kinh Thánh Chúa nói rõ là trong bữa tiệc thì người hầu bàn và người ngồi ăn thì người nào cao trọng hơn. In dem Wort Gottes steht davon geschrieben, wer ist wichtiger anzusehen, der Gastgeber oder die geladenen Gäste? Chắc chắn rằng người ngồi ăn cao trọng hơn người hầu. Sicherlich diejenigen, die am Tisch sitzen oder die Gäste, die am Tisch sitzen und die dann beim Mahl essen werden. Đây là lời Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Das ist das, was das Wort Gottes schreibt.
Và điều đó tôi thực sự tôi cũng ý thức rằng vậy những anh chị em con đang ngồi trước mặt Chúa trong hội thánh, họ là người rất là đáng tôn trọng. Und deswegen zeigt mir das auch, dass diejenigen, die hier sitzen, die vor Gott sitzen, dass die der wertvoll sind vor Gott. Thì con ngày hôm nay là người hầu việc trong sự tâm tình lời Chúa. Und ich, derjenige, der hier vorne stehe, Gott diene und über das Wort Gottes spreche. Anh em con là những người ban trật tự, ban tổng quát, tất cả những điều là những người hầu việc Chúa. Diejenigen, die mit mir dienen im Ordnungsteam, để thực sự mình làm những điều trong cái phạm vi mà Chúa dạy dỗ mình, thì tự nhiên mình bày tỏ sự tôn trọng những người đang ngồi bàn. Damit mit dem all dem, was wir tun, indem wir wie wir dienen, das ist, dass wir diejenigen, die hier sitzen, wertschätzen. Chúng ta là người như vậy, anh chị em. Chúa yêu chúng ta, Chúa tôn trọng anh chị em một cách thật sự. Das sind wir, die wir von Gott geliebt sind und die Gott sehr wertschätzen. Nên nếu chúng ta ý thức rằng là sự ngồi để thờ phượng Chúa là một cái sự đỉnh cao nhất của văn hóa nước trời, thì điều đó hợp lẽ với lời Kinh Thánh. Und wenn wir es als wertvoll ansehen, als wertvollstes, das wir haben können, wenn wir Gottesdienst haben und Gott in dieser Zeit anbeten dürfen. Chúng ta không thể nói rằng một người hầu việc Chúa giống như tôi hoặc là anh chị em trong ban trật tự là hơn mình. Kinh Thánh Chúa không nói như vậy. Das Wort Gottes schreibt nicht vor, dass diejenigen, die dienen, also die hier vorne stehen, wichtiger oder mehr wertgeschätzt sind als die, die unten sitzen. Thì quay lại với lời Chúa mà như tôi vừa tâm tình lúc nãy là có những người đến đây nhưng mà chưa ý thức được là mình là cao trọng như vậy. Und deswegen nochmal zum Wort Gottes zurück. Vielleicht kommen wir hierher und wissen noch gar nicht, wie viel Wertschätzung wir von Gott bekommen, wenn wir hier sind oder hier sitzen. Vẫn chưa hiểu được cái giá trị mà cái niềm tin Chúa ban cho mình nó lớn là dường nào. Und vielleicht verstehen wir noch nicht die Bedeutung und den Wert, den wir in Gott wirklich haben dürfen. Tôi nói bằng đức tin, tôi nói bằng lòng chân thật của tôi. Das ist das, was ich aus meinem Glauben bezeuge. Không có gì lớn hơn chúng ta được thờ phượng Chúa Trời. Denn es gibt nichts Größeres, als dass wir Gott anbeten dürfen. Không có giá trị nào cả thế giới này nó lớn hơn giá trị Chúa Giêsu đã đổ huyết cho tôi, cho anh chị em. Und es gibt nichts Größeres, als dass Jesus sein Blut ausgegossen hat für uns und für die Menschheit. Tôi tin rằng có anh chị em chưa nhận được điều đó. Und vielleicht gibt es noch Menschen unter uns, die es noch nicht richtig angenommen haben. Như anh chị em ạ, nhưng mà nếu chúng ta mở tấm lòng mềm mại, tấm lòng tìm kiếm Chúa, không lâu đâu, chúng ta thấy thực sự giá trị chúng ta trước mặt Chúa là cao quý biết dường bao. Aber wenn wir bereit dafür sind, unsere Herzen dafür bereit machen, dann werden wir eines Tages den Wert sehen, den wir in Gott haben können. Cao quý bởi vì chính lời của Chúa đã từng ghi chép như vậy. Das ist so wertvoll, weil das Wort Gottes selbst das schreibt. Và cái điều đó khi lòng tôi mềm mại, chính thần linh của Chúa sẽ ấn chứng trong lòng chúng ta về cái giá trị của đời sống con. Und wenn wir unsere Herzen dafür bereit machen, dann wird der Heilige Geist, der Geist selbst sein, der das uns aufzeigen wird. Nên thực sự nếu mà lòng của con người mà chúng ta cứng cỏi á, thì chúng ta khi nghe tai này nó ra tai kia thôi. Aber wenn unsere Herzen noch nicht dazu bereit sind und hartherzig bleiben, dann wird es vielleicht in ein Ohr reingehen und in einem anderen Ohr wieder raus. Nhưng mà khi lòng chúng ta mềm mại thì chúng ta mới nhìn thấy cái giá trị về tâm linh mà Đức Chúa Trời cho chúng ta. Aber wenn wir unsere Herzen dafür offen machen, dann lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns den Wert zeigt, den wir haben können. Tôi cũng suy nghĩ về gia đình tôi, bây giờ là có ba, tạm thời có ba thế hệ, ông, con và cháu. Ich denke auch über meine Familie nach, wo wir gerade momentan drei Generationen haben, einmal die Großeltern, die Kinder und die Enkelkinder. Tôi nói ví dụ, ngày hôm nay tôi và con có thể hiểu rằng mình đang sống ở nước Đức này. Also ich lebe ja gerade mit meinen Kindern hier in Deutschland. Mình có bổn phận với nước Đức này. Wir haben auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Staat. Mình có quyền lợi ở trong nước Đức này. Und wir haben auch Anspruch, hier leben zu dürfen.
Mình phải sống ở trong luật pháp kiểm soát của nước Đức này. Wir müssen uns auch an die Gesetze halten, die hier vorliegen. Nhưng mà mình cũng được bảo vệ bởi chính quyền, bởi luật pháp, bởi quân đội của nước Đức này. Aber wir werden auch beschützt durch die Gesetze, die es hier gibt und auch durch, ja, durch die Sicherheit, die uns gegeben wird. Đó là cái sự trí hiểu của một con người đã gọi là trưởng thành. Das ist das, was wir als ja, Bewohner verstehen, wenn wir schon vielleicht schon erwachsen geworden sind. Nhưng mà những đứa con nhỏ của tôi hoặc là cháu tôi thì đôi lúc nó không hiểu điều đó. Aber wenn wir vielleicht von den kleinen Kindern sprechen oder von den Enkelkindern sprechen, die noch etwas kleiner und jünger sind, sie verstehen das vielleicht noch nicht wirklich. Nó chẳng cần biết nước Đức như thế nào cả. Sie müssen auch gar nicht verstehen, was es heißt, hier in Deutschland zu leben. Và nó chẳng cần so sánh nước này nước khác cả. Und sie müssen auch gar nicht vergleichen zwischen dem einen und dem anderen Land. Và nó cũng không nhìn thấy sự bảo vệ của nước cho nó. Und sie sehen auch gar nicht, dass sie eigentlich durch den Staat beschützt werden. Nó chỉ cần nhìn thấy nó có đồ chơi là được rồi. Vielleicht reicht es ihnen aus, dass sie ihr Spielzeug haben. Nó có đồ ăn, kẹo, bánh hàng ngày là được rồi. Nó chỉ nghĩ như vậy thôi. Wenn sie täglich zu essen, zu trinken bekommen und ihre Süßigkeiten bekommen, dann reicht es vielleicht für sie aus. Và mỗi lần nó khóc, nó đòi, thì nó có sự bảo vệ của cha mẹ. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Und wenn sie anfangen zu weinen oder irgendwelche Bedürfnisse haben, dann bekommen sie das von ihren Eltern. Das ist ganz einfach. Nhưng mà dù nó biết hay không biết thì nước Đức vẫn bảo vệ nó. Ob sie es jetzt wissen oder nicht wissen, sie bekommen trotzdem Schutz durch den Staat. Và bố mẹ biết rằng ngoài việc mà cha mẹ có bổn phận với con cái, nước Đức cũng vẫn bảo vệ con cái của mình nữa. Und auch ihre Eltern wissen, die Eltern haben Verantwortung gegenüber ihren Kindern, aber auch der Staat. Quay trở lại về với công việc hội thánh Chúa ngày hôm nay. Und wenn wir jetzt mal über die Werke in der Gemeinde sprechen. Chúng ta thấy rõ ràng rất nhiều người cầu nguyện thiết tha với Chúa. Es gibt viele Menschen, die ja, täglich zu Gott beten. Yêu Chúa rất là yêu. Und sie lieben Gott. Nhờ cậy Chúa rất là nhờ cậy. Und sie vertrauen Gott. Và thực sự, Chúa ơi, nếu mà Chúa không muốn, Chúa không cho con sống, thì chắc chắn con sẽ chết. Und sie wissen, wenn Gott nicht zulässt, dass sie leben, dann werden sie auch nicht leben können. Nếu mà Chúa cất hơi thở con đi, chắc chắn con sẽ không thở nữa. Und wenn Gott, sie wissen, wenn Gott ihnen den Atem nimmt, dann können sie nicht mehr atmen. Và chính vì lẽ đó mà càng ngày họ càng trông cậy Chúa. Und aus dem Grund ist ihr Vertrauen gegenüber Gott täglich größer. Họ không những họ biết ơn Chúa vì Chúa đã ban sự sống hơi thở cho họ. Sie danken Gott nicht nur, weil Gott ihnen das Leben gibt. Tôi nói cái điều đó ngày xưa chúng ta không hề biết. Denn das sind Dinge, die wir vielleicht zuvor nicht gekannt haben. Tất cả đều là thiên nhiên, tự nhiên hết. Für uns schien alles natürlich und selbstverständlich zu sein. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngay trong ngôn ngữ Việt Nam, nó đã, trong sự thiên nhiên đó, nó đã dính liền với một Đức Chúa Trời của chúng ta. Thiên là ông trời rồi. Aber in dieser Natürlichkeit gibt es sogar in der Sprache von den Vietnamesen, dass es irgendwie einen Gott gibt oder jemanden gibt, der im Himmel sitzt. Và ngày hôm nay, chính vì vậy, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết rất là rõ, đúng vậy. Chúa ơi, sự sống hơi thở đến từ nơi Chúa. Und wenn wir das aus dem Wort Gottes lesen, dann erkennen wir auch, dass es denjenigen gibt, der uns wirklich das Leben gibt. Và nhiều người ngày nay chưa ý thức điều đó. Und vielleicht wissen wir gar nichts davon oder wollen es auch gar nicht wahrhaben. Wir sprechen hier nicht unbedingt von den Ungläubigen. Aber wir sprechen auch von denjenigen, die vielleicht schon in einer Gemeinde sind. Vielleicht gibt es auch Menschen, die auch noch nicht dankbar dafür sind, dass Gott ihnen das Leben gibt. Cái lòng chúng ta mềm mại, lòng tìm kiếm của chúng ta. Giống như tôi vừa nói, tôi đã từng cứng lòng, đã sống như vậy. Und aber wenn wir davon sprechen, dass wir hartherzig sind, so wie es mein Leben mal war. Và ngày hôm nay tôi ý thức hoàn toàn khác. Und ich heute ein anderes Bewusstsein habe. Thì tôi tin chắc chắn rằng anh chị em cũng vậy. Đến một ngày chắc không xa đâu. Und auch eines Tages bei euch, wenn und es wird vielleicht auch gar nicht so lange dauern, werden es noch andere Menschen geben, die noch mehr
Dankbarkeit zeigen können und noch mehr Gott anbeten können. Cũng như vậy, ngay thời điểm Chúa Giêsu còn bằng thân thể ở với các môn đồ. So wie als Jesus als in seinem menschlichen in menschlicher Gestalt noch unter seinen Jüngern war. Chỉ có những lời mà môn đồ nhiều người chưa hiểu được. Es gab einige Jünger, die einiges noch nicht verstehen konnten. Chưa hiểu được những điều mà Chúa dạy dỗ họ ấy. Sie haben noch nicht verstanden, was Gott ihnen sagen oder lehren wollte. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng có những việc lời Chúa dạy không phải con người hiểu ngay đâu, ngay cả môn đồ cũng không hiểu. Denn es gab Dinge, die Jesus ausgesprochen hatte und die Menschen konnten es nicht direkt verstehen, selbst die Jünger nicht. Và trong Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng là khi mà Chúa dạy như vậy, có những người không hiểu nhưng họ sợ, họ không dám hỏi Chúa. Es gab Menschen, die es nicht verstanden haben, aber sie haben sich nicht getraut, Jesus direkt zu fragen. Nhưng mà có lúc thì họ lại trong sự kinh nghiệm Chúa ơi giải thích cho con những ví dụ đó. Aber in anderen Situationen haben sie nachgefragt und gesagt, ja, ich kann es nicht verstehen, bitte erkläre es uns. Đấy, tôi nói là những người có lòng tìm kiếm Chúa. Und das ist das, wenn ich davon spreche, dass Menschen ja nach Gott suchen oder ihn Gott noch besser kennenlernen wollen. Nhưng mà có những người khi họ nghe lời Chúa họ không thấy hợp với ý của đời sống mình. Aber vielleicht gibt es Menschen, die das Wort Gottes hören und es passt ihnen einfach nicht. Họ bỏ Chúa họ đi. Und sie verlassen Gott. Nhưng mà có những con người họ bảo con bỏ Ngài thì con biết theo ai? Aber es gab dann wiederum andere Menschen, die gesagt haben, wenn ich dich jetzt verlassen würde, wen soll ich dann nachfolgen? Vì Ngài có lời của sự sống đời đời. Denn du hast das Wort des ewigen Lebens. Con không thể theo ai được nếu không có Ngài. Denn niemand anderes kann ich folgen, wenn ich dich nicht hätte. Con biết một điều rõ ràng là trong Ngài có lời của sự sống đời đời. Mir ist bekannt, dass in dir das ewige Leben ist. Anh chị em cũng vậy ở trong hội thánh ngày hôm nay. Und auch heute, in unserer heutigen Zeit ist das so. Đến giờ phút này tôi có thể khẳng định một điều. Heute kann ich sagen, có những con người giàu có khổ cực bao nhiêu. Auch wenn es Menschen gibt, die voller Reichtum sind und vielleicht auch viel Mühe und Anstrengung in ihrem Leben haben. Đôi lúc phải đối diện với những cái nặng nề của bệnh tật khó khăn bao nhiêu. Und vielleicht werden wir auch konfrontiert mit Krankheiten. Mà đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu Chúa cho phép, đôi lúc có thể nguy hiểm cả tính mạng và thân thể cũng có thể xảy ra. Und es kann vielleicht auch vorkommen, dass wir uns irgendwelchen Gefahren aussetzen müssen. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ có những người nói rằng giàu vậy còn không thể nào bỏ Chúa được. Aber dann gibt es vielleicht Menschen, die genau in solchen Situationen sagen, auch wenn mir das passieren und zustoßen wird, ich werde Gott nicht verlassen. Chỉ vì trong Ngài có lời của sự sống đời đời. Weil ich in Gott das Wort des ewigen Lebens finde. Anh chị em, chúng ta thấy Đức Thánh Linh có động chạm trong lòng mình khi chúng ta nghe những lời đó không? Meine Geschwister, berührt es uns oder werden wir durch den Heiligen Geist berührt, wenn wir solche Worte hören? Chúng ta đã nhìn thấy sự quý trọng mà Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta làm địa vị con trai con gái của Chúa chưa? Sehen wir den Wert, den wir haben, dass wir als Söhne und Töchter von Gott ihnen dienen dürfen. Đừng bao giờ nghĩ rằng vàng bạc là hơn tất cả mọi sự. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Lass uns nicht denken, dass Gold und Silber wertvoller ist als das. Có người ngày hôm nay có rất nhiều vàng nhiều bạc. Es gibt viele Menschen, die voll von Gold und Silber sind. Có những con người có tài sản rất là lớn. Sie haben vielleicht auch ein voll gefülltes Lager mit Geld. Nhưng mà không có một mối liên hệ nào thật là nhỏ trong sự sống đời đời từ nơi Chúa cả. Aber vielleicht haben sie keine Beziehung zum Reich Gottes, zum ewigen Leben, was sie durch Gott haben können. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là những người nghèo. Aber wir danken Gott, auch wenn wir vielleicht zu denjenigen gehören, die nicht so viel haben. Chúng ta là những người không có tài sản giống như người ta. Wir haben vielleicht nicht so viel Hab und Gut wie sie. Mà phải chăng cái điều lớn nhất mà Chúa đã ban cho tôi và cho anh chị em? Aber ist das nicht so, dass das Größte, was Gott euch und mir gegeben hat, lớn hơn tất cả những gì mà những người giàu đang có? Dass es größer ist und wertvoller ist als das, was die Reichen vielleicht haben? Có thật là điều đó có trong chúng ta không anh chị em? Ist das wirklich in uns oder nicht? Tôi có điều đó. Ich kann sagen, dass ich das haben kann. Anh chị em có điều đó. Und auch ihr habt das. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời.
đã cho chúng ta điều đó. Und wir danken Gott dafür, dass wir genau das haben dürfen. Không phải bởi chúng ta dùng một tâm lý để chúng ta nhận cái điều đó. Und wir nehmen es nicht an, wir sprechen uns es nicht einfach zu und nehmen das einfach so an. Nhưng mà cảm tạ Đức Trời, Kinh Thánh chúng ta, Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng trong lòng chúng ta. Aber es ist der Heilige Geist, der das in uns bezeugt. Đức Thánh Linh từ trời sai xuống ấn chứng trong lòng chúng ta để chúng ta hiểu được điều đó. Denn das ist der Heilige Geist, der vom Himmel geschickt wurde, der uns das verstehen lässt. Denn ngày xưa các đầy tớ Chúa đã từng tiếp xúc với Chúa Giêsu. Dass zum Beispiel diejenigen Diener Gottes, die auch vielleicht mit Jesus damals zu tun hatten, dầu con có phải chết, con không bỏ ngài. Dass wir so antworten können, auch wenn ich sterben muss, werde ich dich nicht verlassen. Dầu thế nào, con cũng không bỏ ngài. Was auch immer passieren mag, ich werde dich nicht von dir weichen. Chỉ vì một điều, không có điều, không cần điều thứ hai. Und das ist das, was ich brauche und nichts anderes. Chỉ vì một điều, trong Chúa Giêsu có sự lời của sự sống đời đời. Weil ich in Jesus das Wort des Lebens finde. Anh chị em, nếu chúng ta không có điều đó ở trong lòng chúng ta. Meine Geschwister, wenn wir diese Dinge nicht in unseren Herzen haben. Nếu điều đó chúng ta lòng chúng ta cứng cỏi chưa mở lòng để Thánh Linh Chúa ấn chứng lòng chúng ta. Wenn unsere Herzen noch nicht dafür offen sind, dass der Heilige Geist das in uns bezeugen kann. Thì ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Dann kann es sein, dass wir heute hier sitzen. Nhưng đến một ngày nào trong sự cám dỗ của thế gian này. Aber vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo wir in die Versuchung der Welt kommen. Chúng ta sẽ dễ dàng trở thành những con người ngồi chỗ của cờ nhẹo bám. Können wir vielleicht bei denjenigen sitzen, die über diese Dinge hier spotten? Dễ dàng ngồi có chỗ ngồi để tôn vinh những thần tượng bằng đá, bằng vàng, bằng bạc. Und vielleicht sitzen wir an anderer Stelle, um andere Götter anzubeten. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài vẫn yêu hội Thánh Chúa. Aber wir danken Gott, dass Gott seine Gemeinde liebt. Và cái tình yêu này không phải là tình yêu bởi tôi yêu Chúa, bởi anh chị em yêu Chúa, anh em chị em tôi công bình, anh chị em công bình. Diese Liebe entsteht nicht dadurch, dass wir sagen, dass wir Gott lieben oder dadurch, dass wir meinen, irgendwie gerecht zu sein. Đây là một tình yêu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi một chúng ta chính trong giờ phút này đang ở trong nhà Chúa. Aber diese Liebe, die ist für uns bereits bestimmt und sie ist gerade hier mitten unter uns. Đây là một sự định sẵn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Das ist das, was Gott zuvor bestimmt hat für uns. Kinh Thánh chúng nói rõ rằng là điều đó không phải sự bôn ba tìm kiếm của chúng ta mà được. Und das ist nicht dadurch, dass wir danach gesucht haben. Cụ thể vấn đề, tôi đâu có tìm kiếm Chúa đâu. Denn es ist ja nicht so, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und danach speziell danach gesucht habe. Tôi sống trong tội lỗi. Ich habe in der Sünde gelebt. Trong sự cứng cỏi. Auch in dem, dass ich hartherzig war. Trong sự đầy dẫy sự kiêu ngạo và hung dữ. Dass ich in Hochmut gelebt habe. Giống như đầy tớ Chúa Phao-lô, ông đã phải nói điều đó cũng là chân thật chứ không phải nói quá. Und selbst wie Paulus das auch mal in seinen Briefen geschrieben hatte. Ta làm điều tội lỗi trong lúc ta ngu muội chưa tin. Ich habe Dinge in der Sünde getan in meiner Dummheit, weil ich noch nicht glauben wollte. Nhưng ta đội ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Aber die Gnade Gottes kam über mir. Đã thương xót và đã cứu đời sống của ta. Diese Gnade kam voller Liebe zu mir und hat mein Leben gerettet. Vì trong những kẻ có tội ta là hàng đầu. Denn unter den Sündern gehöre ich zu den Ersten. Anh chị em à, không có ai chúng ta xứng đáng được vào cái sự thương xót của Chúa. Niemand von uns ist würdig, diese Liebe anzunehmen. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta một sự giải cứu. Aber wir danken Gott dafür, dass Gott für die Errettung einen Plan hat. Tôi nói một điều này, anh chị em, đặc biệt những người ở Ukraine mới sang đây. Und ich möchte auch eine Sache sagen, auch vielleicht speziell für die Geschwister, die aus der Ukraine gekommen sind. Und diejenigen, die hier angekommen sind, sie wundert es gar nicht, dass wir hier Gottesdienst haben. Weil sie bereits von Gott in der Ukraine gehört haben und auch vielleicht schon beteiligt waren. Nhưng mà nhiều người đến đây thì rất là lạ lùng. Aber es gibt vielleicht auch einige Geschwister unter ihnen, die denen alles sehr fremd vorkam. Chỉ vì một điều ngày xưa, những ngày nghỉ mình dùng thời gian nghỉ đó để mình tụ tập, mình chơi giỡn giống như tôi đã từng như vậy. Weil wir vielleicht zu den Zeiten, wo wir mal
ja, frei hatten, dass wir diese Zeiten genutzt haben, um einander zu treffen und die andere, eine oder andere Sache zu tun. Und vielleicht haben wir auch noch nie davon gehört, was es heißt, danke Gott zu sagen. Und vielleicht gibt es einige auch, die die Liebe gesehen haben, die durch die Gemeinde Gottes gekommen ist. Und wie aufrichtig die Kinder Gottes auch sind. Und vielleicht gibt es auch einige, die etwas daran gezweifelt haben. Und vielleicht haben sie auch gedacht, ja, sie tun diese Dinge, damit sie etwas von uns verlangen können. Aber wir danken Gott eben für Gottes Plan für die Geschwister aus der Ukraine, die Gott zuvor noch nicht kennengelernt haben. Ihr seid jetzt eine gewisse Zeit hier in der Gemeinde. Ihr wart unter den Kindern Gottes. Từ đầu tháng 3 năm 22 đến bây giờ. Von März 2022 bis heute. Và tôi tin rằng nhiều người ngày hôm nay cái sự nghi ngờ đã bị được xóa tan đi. Aber ich denke oder ich glaube daran, dass von vielen der Zweifel genommen wurde. Và thực sự đúng là Kinh Thánh Chúa nói rằng ban phước ban ra thì có phước hơn nhận lãnh. Und deswegen, und das Wort Gottes schreibt auch, es ist besser zu geben als selbst zu nehmen. Cảm ơn Đức Trời, tôi muốn nói một điều rằng là đúng là Chúa kiên nhẫn, Chúa đã chọn lựa và Chúa định sẵn cho chúng ta một cái sự sống. Wir danken Gott, dass Gott geduldig ist, dass Gott auf uns wartet und uns eben das Leben in Gott gibt. Nói về chiến tranh thì không ai muốn cả. Wenn wir von einem Krieg sprechen, dann möchte das niemand. Nhưng mà nói về hoàn cảnh xảy ra để những con người từ sự cách xa Chúa, không biết thờ phượng Chúa, sống trong tội lỗi giống như chúng tôi. Ngày hôm nay được thờ phượng Chúa, chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Aber wenn wir von den Umständen sprechen und davon sprechen, dass eben durch diese Dinge Menschen Gott eben kennenlernen durften, lass uns Gott dafür danken. Để điều đó ứng nghiệm rằng cảm tạ Chúa, Chúa chính Ngài đã tìm và cứu đời sống của con. Denn dadurch wird das Wort Gottes erfüllt, dass nicht ich Gott gesucht habe, sondern er mich gesucht und gefunden hat. Giống như điều tôi vừa nói. Nhiều người ngày hôm nay bởi vì cái niềm tin hoặc là thời gian chưa đủ nên đôi lúc ở trong hội thánh Chúa vẫn được sự bảo vệ đùm bọc của Chúa rất là kỹ càng. Und so wie ich gerade auch sagte, vielleicht leben wir schon länger hier und sehen auch den Schutz und die Sicherheit, die wir bekommen. Nhưng mà đôi lúc mình chưa hiểu cái điều đó. Aber vielleicht verstehen wir es noch gar nicht. Nhưng mà anh chị em, chúng ta cứ bền đỗ ở trong Chúa. Aber meine Geschwister, lasst uns beständig in ihm bleiben, in Gott bleiben. Hãy để tấm lòng mềm mại. Lass uns unsere Herzen weich machen. Hãy nghe lời khuyên bảo của Thánh Chúa. Lass uns zulassen, dass wir Gottes Wort annehmen und die Ermahnung der Geschwister hier annehmen. Kinh Thánh Chúa đã hứa chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc con của Ngài cho chúng ta. In Gottes Verheißung hat auch gesprochen, dass Gott ihm sein Sohn nicht zu schade war. Ngài sẽ ban mọi sự cùng với con đó nữa. Er wird ihnen noch mehr geben und alles geben, was mit ihm. Quay về phần kinh thánh mà chúng ta đọc từ lúc đầu từ trong sách Roma từ câu 18 đến câu 23. Wir wollen noch mal sprechen über die Verse in Römer 6 Vers 18. Lời Chúa đã phân tích chúng ta rất là kỹ cả. Gottes Wort ist sehr deutlich hier. Đây là lời hết sức chân thật anh chị em. Das sind aufrichtige Worte. Đây là những mũi tên bén nhọn. Bén nhọn để phá hủy những sự lừa dối mà ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Das sind Worte, die Lügen zerstören werden oder wollen, die in uns durch den Teufel hineinkommen. Và lời Chúa cũng thấy nó giống như cũng là một cái gươm sắc hai lưỡi để cắt tỉa những cái sự vô tín của chúng ta. Und das Wort Gottes hier soll auch wie ein Schwert sein, was eben all diese Lügen durchschneiden soll und diese Sünde durchschneiden soll. Đời sống của chúng ta. Um uns einfach wach zu machen. Tôi thêm một chi tiết nữa. Es gibt noch einen Punkt, den ich ergänzen möchte. Thực ra đến ngày hôm nay, chính tôi giờ phút này, tôi biết Chúa đã giúp đỡ tôi thay đổi rất là nhiều phần. Und ich weiß von mir, dass Gott mir geholfen hat, mich in vielen Dingen zu verändern. Nhưng mà tôi nói thật một điều anh chị em là, nhưng mà nếu mà đứng trước cái sự công chính của Đức Chúa Trời,
Tôi thấy mình đầy những sự dơ dẫy bẩn thỉu vô cùng mà aber, không bao giờ có thể gần Chúa được. Aber wenn wir direkt vor Gott stehen, dann sehen wir, welche Verfehlungen, welche Unreinheiten wir noch haben. Nên tôi chỉ biết rằng là cảm ơn huyết của Giêsu. Aber wir können nur noch sagen, dass wir Gott dankbar sind für Jesu Blut. Cảm ơn sự tha tội của Chúa cho con. Für die Vergebung, die wir durch Gott empfangen können. Mà con có thể nói rằng con được dạn dĩ đến gần Chúa mà thôi. Dass ich so mutig vor Gott kommen kann. Anh chị em à, nói điều đó để chúng ta ý thức làm sao? Đừng ai hoặc tôi hoặc anh em nghĩ rằng mình là người đạo đức. Wir sollen nicht von uns glauben, dass wir irgendwie gute Menschen sind. Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng là tất cả những việc dù chúng ta nói là công bình, đúng, có những việc chúng ta không làm ác, công bình, nó tốt lành, nhưng mà nó, Kinh Thánh Chúa nói, nó chỉ là cái vỏ bọc, nó chỉ là một cái áo mà bẩn trước mặt Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Aber vielleicht denken wir von uns, dass wir das eine oder andere gute Werk tun und dann halten wir uns zu gute Menschen. Aber durch das Wort Gottes erkennen wir, dass es wie eine Hülle ist oder wie eine Jacke ist, die trotzdem verschmutzt ist vor Gott. Nếu một người công minh, người đạo đức, có những người như vậy. Es gibt Menschen, die gerecht sind und die ein gutes Leben führen. Nhưng mà tôi tin rằng chưa công bình và đạo đức hơn đầy tớ Chúa là ông Job được. Aber vielleicht noch nicht so wie der Hiob aus dem Wort Gottes. Nhưng mà khi ông gặp Chúa, ông hoảng hốt, ông bảo, bây giờ tôi biết, ngày trước tôi chỉ nghe đồn về Chúa. Und so wie Hiob, der eines Tages Gott begegnet ist und er gesagt hat, ich habe nur gehört über dich. Nhưng mà khi ông nhìn thấy Chúa, ông mới nhìn thấy sự dơ bẩn của đời sống ông ấy. Aber als er Gott begegnet ist, hat er erst gesehen, welche Verfehlung, welche Unreinheit er noch mit sich trägt. Und er hat, in Reue hat er um Vergebung gebeten. Nói tóm lại, anh chị em, tôi muốn nói điều là để mà cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái sự thật là tốt lành. Wir sagen das, um Gott zu danken für das Gute, was Gott für uns hat. Nên lời Chúa trong Roma tôi vừa nhắc lại đó, lời đó là lời rất là sâu sắc cho đời sống chúng ta. Deswegen sind diese Worte in Römer wertvoll und wichtig für uns. Và Chúa dạy chúng ta rằng ngày xưa chúng ta đã từng sống ở trong tội lỗi. Und so wie wir es gerade gelesen haben, früher haben wir in unserer Sünde gelebt. Những chi thể của thân thể chúng ta nó phục dưới quyền của tội lỗi. Alle unsere Glieder, unseres Körper oder unser Körper war unter der Macht des Teufels. Làm những điều tội lỗi. Und wir haben Dinge in Sünde getan. Nói điều tội lỗi. Haben über die Sünde gesprochen. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa dạy rằng á là hỡi con, bây giờ con đã hiểu tình yêu của ta. Aber Gott möchte zu uns sagen, heute hast du meine Liebe gesehen und verstanden. Ngày xưa trong sự không hiểu, trong sự kém cỏi, con không nhận biết. Früher warst du vielleicht noch im Unwissen oder dir war es noch nicht bewusst. Thay vì con sống ngày xưa trong sự tội lỗi, con vâng phục tội lỗi. Statt dass du der Sünde gehorchst, con làm những việc sai trái. Falsche, schlechte Dinge tust, thì ngày nay con hãy ăn năn quay trở lại. So hast du jetzt die Möglichkeit, um Vergebung zu bitten und umzukehren. Hãy vâng phục đấng công bình. Gehorche dem gerechten Gott. Làm những việc công bình. Und tue gerechte Dinge. Ngày xưa con làm, con sống. Nhưng mà con không biết cảm ơn đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời của con. Du hast gelebt und Dinge getan und warst deinem Schöpfer nicht dankbar. Chúa thì rất là yêu con. Und Gott ist derjenige, der dich liebt. Nhưng mà con càng sống lâu thì cái sự vinh hiển của Chúa càng thất vọng khi con sống đời sống càng tội lỗi. Aber umso mehr oder umso länger du lebst, hast du vielleicht Dinge getan, die Gott enttäuscht hat und nicht für seine Herrlichkeit. Nhưng mà Chúa war. Vẫn cho con có cơ hội sống. Aber heute hast du die Möglichkeit zu leben. Vì con đã được Chúa định sẵn cho cái sự sống ở trong Chúa rồi. Weil du dafür bestimmt bist für das Leben in Gott. Vì Chúa đấng thành tín ngài định sẵn thì ngài không đổi rời cái ý của ngài bao giờ. Und weil Gott treu ist, hält er an seinen Versprechungen. Để ngày nay con có cơ hội ngồi nhà Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dass du heute die Möglichkeit hast, in Gottes Haus zu sitzen und Gott anzubeten. Thì hãy quay trở lại với Chúa và hãy sống đời sống vâng phục đấng công bình. Deswegen kehre um zu Gott und führe ein Leben in Gerechtigkeit. Làm những việc công bình. Tue gerechte Dinge. Tin nhận vào Chúa Giêsu Christ
nehme Jesus Christus an. Luôn luôn ăn năn những cái khiếm khuyết bất toàn của đời sống mình. Und bitte für eure bei Verfehlungen um Vergebung. Và đừng sống trong sự kiêu ngạo nữa nếu con hiểu tình yêu của ta. Und wenn du meine Liebe verstanden hast, dann lebe nicht mehr in Hochmut. Chỉ vì con biết một điều rất là rõ ràng rằng. Weil du eins weißt. Nếu con sống không có ta, không có Chúa Jesus Christ. Wenn du ohne Gott leben würdest, ohne Jesus Christus leben würdest. Con đang sống trong sự hư mất. Würdest du in der Verlorenheit leben? Cái kết quả con sống đó nó là sự hổ thẹn đời đời nhục nhơ đời đời. Und das Ergebnis dieses Lebens ist, dass du in Verlorenheit und im Tod leben wirst. Vì cuối cùng con chui vào trong sự chết, trong sự hồ lửa đời đời. Und letzten Endes wirst du im ewigen Feuer im Tod sein müssen. Kinh Thánh nói là sự nhục nhã đời đời. Und dann wird die ganze Schmach über dich kommen. Sự khóc lóc đời đời không có cơ hội nào hết. Du wirst keine andere Möglichkeit mehr haben. Đây là kết quả của cái sự con sống thiếu sự công bình của Chúa. Das ist die Konsequenz oder das Ergebnis daraus, dass du in Unwissen gelebt hast und Gott nicht kennen möchtest. Vâng, nếu ngày hôm nay con biết cái tình yêu của Chúa đối với con. Aber wenn dir die Liebe Gottes bewusst ist für dein Leben. Hãy sống một đời sống nên thánh làm kết quả. Dann lebe ein Leben in Heiligkeit. Bởi vì tại sao nếu con không nên thánh con không thể thấy Đức Chúa Trời được? Denn wenn du nicht heilig wirst, dann wirst du deinen Gott nicht sehen können. Tôi nói ngay cả thế hệ con cái của chúng ta không phải sinh ra trong tội lỗi. Auch unsere Kinder, die durch uns geboren sind, sind auch in der Sünde geboren. Không phải sinh ra trong lúc bố mẹ đang lộn xộn, không phải như vậy. Es ist nicht so, dass sie in Sünde geboren wurden oder dadurch geboren wurden, dass wir in Chaos gelebt haben. Nhưng mà cái nọc của tội lỗi nó vẫn di truyền từ cái thời đầu tiên Adam đầu tiên cho đến ngày hôm nay, nó chưa chấm dứt. Aber der Stachel der Sünde, der ist weitergegeben schon von dem ersten Adam bis heute. Nên tại sao Kinh Thánh Chúa nói rõ là có những con người được Chúa tha tội nhiều thì yêu Chúa nhiều. Deswegen gibt es schreibt das Wort Gottes auch diejenigen, die umso mehr von Gott vergeben wurden, umso mehr lieben sie Gott. Tại sao chúng có những con người khi đến với Chúa đến sự ca ngợi Chúa, họ mở lòng, họ vui mừng, họ ca ngợi Chúa. Warum gibt es Menschen, die beim Lobpreis voller Freude und offen vor Gott kommen? Và những con người tưởng là công bình, tưởng ít phạm tội, không thấy sự tự do ca ngợi Chúa. Aber vielleicht glauben Menschen oder andere Menschen, dass sie in Gerechtigkeit leben, aber finden keine Freiheit vor Gott. Mà rõ ràng biết rõ là lời Chúa nói rằng hãy ca ngợi Chúa. Weil aber auch wissen sie eigentlich, dass wir Gott anbeten sollen. Hãy vui mừng ở trong Chúa. Dass wir uns freuen sollen in Gott. Nhưng mà dường như nó có cái điều gì nó vẫn ngăn cản. Aber es scheint so, als gibt es etwas, was uns dran hindern kann. Kinh Thánh Chúa nói rằng nếu không tái sinh, nếu không sinh lại, không được vào nước Đức Chúa Trời. So wie es im Wort Gottes auch geschrieben steht, wenn wir nicht neu geboren werden, dann können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Bất kể một ai nếu không sinh lại, không được vào nước Đức Chúa Trời. Es gilt für jeden, wenn wir nicht neu geboren werden, dann können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Một đứa con sống trong gia đình mục sư. Auch wenn wir wenn es ein Kind gibt, was von einer Pastorenfamilie geboren wurde. Sinh ra trong gia đình thờ phượng và hầu phục Chúa. Oder in einer Familie, die Gott dient und Gott anbetet. Nhưng nếu không có một giai đoạn nào được tái sinh, người đó không được vào nước Đức Chúa Trời. Wenn wir aber selbst und persönlich nicht neu geboren werden, wiedergeboren werden in Gott, dann werden wir nicht in das Reich Gottes kommen dürfen. Tưởng là hiểu về đạo Chúa, nhưng mà thực ra nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Vielleicht glauben wir, Gott zu verstehen zu können, aber es ist vielleicht nur Theorie. Trong sự sâu thẳm của lòng mình chưa đón nhận được một cái đấng rất lớn đang ở trong lòng mình. In unserem Inneren können wir noch nicht den Gott annehmen, der gütig ist und der groß ist. Nên trong Kinh Thánh Chúa nói rõ là anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Deswegen schreibt das Wort Gottes auch, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben, nicht traurig machen sollen. Chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Das sollen wir nicht tun. Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất yêu mến chúng ta. Der Heilige Geist, er liebt uns. Muốn dạy bài về tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Möchte uns die Liebe Gottes offenbaren. Nhưng mà đôi lúc bởi vì cái sự cứng cỏi. Aber weil wir hartherzig sind. Đôi lúc bởi cái sự kiêu ngạo nó giấu kín nào đó. Wegen unserem Hochmut.
không thể nhận Thánh Linh Chúa được. Können wir den Heiligen Geist nicht annehmen. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rõ là bởi vì Thánh Linh Chúa Trời là đấng ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der ja, der Zeuge sein wird bis zum Ende. Và người nào không Thánh Linh của Chúa, người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Und die, die den Heiligen Geist nicht haben, gehören nicht zu Gott. Đây là lời Chúa anh chị em. Das ist das Wort Gottes. Ngày hôm nay ở hội thánh ở khắp đất này nó rất nhiều hội thánh. Und vielleicht gibt es es gibt viele Gemeinden in dieser Welt. Nhưng mà lời Chúa vẫn phải được kiểm soát kỹ càng. Wir müssen dennoch das Wort Gottes gründlich prüfen. Người Chúa gọi thì nhiều. Es gibt viele, die auserwählt, die berufen sind. Nhưng mà người được bước vào trong sự cứu rỗi của Chúa thì không có nhiều. Chúa nói rõ như vậy. Aber die Auserwählten für die Errettung, davon gibt es nicht viele. Das schreibt auch die Bibel so. Nhưng mà ý muốn của Chúa thì Chúa nói rằng là mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Aber Gottes Wille bleibt es trotzdem, dass die Menschen die Wahrheit verstehen und errettet werden. Có nghĩa là cái sự cứu rỗi Chúa ban ân điển chúng ta đã ban rồi. Das heißt also, die Gnade Gottes, die Errettung ist uns bereits gegeben. Và sự cứu rỗi đó có phụ thuộc vào ý thức của chúng ta đón nhận Chúa. Dass die Errettung hängt nur noch davon ab, wie von unserem Bewusstsein, ob wir es annehmen. Kinh Thánh nói, đối với những người khinh lờn thì không bao giờ hiểu được điều đó. Denn diejenigen, die es verachten, die werden es sowieso nicht verstehen. Những người coi thường sự ban cho của Chúa sẽ không được bao giờ hiểu được điều đó. Die, die es verachten, die werden die Errettung nicht empfangen. Kinh Thánh nói rõ ràng, hãy lấy sự nên thánh làm kết quả. Und deswegen sollen wir die Heiligkeit annehmen. Cụ thể một điều, tôi nói một điều rất đơn giản. Ngày trước chúng ta nói bậy, ngày mai chúng ta không nói bậy nữa. Ein einfaches Beispiel, vielleicht haben wir früher viele Schimpfwörter gesagt und heute nicht mehr. Ngày trước chúng ta nói những chuyện bịa đặt, những chuyện lung tung, nói xấu này, ngày mai chúng ta không nói nữa. Vielleicht gab es damals Lästereien, aber heute wollen wir es nicht mehr tun. Ngày trước chúng ta tham lam của người này khác, ngày mai chúng ta không tham lam nữa. Und vielleicht waren wir damals gierig und heute sind wir es nicht mehr. Ngày xưa chúng ta dùng đời sống làm nhục cái thân thể, làm hại cái thân thể này. Ngày hôm nay mình tôn trọng cái thân thể mình, làm thánh sạch cái thân thể mình. Vielleicht haben wir unseren Körper damals genutzt und unseren Körper ausgenutzt, um schlechte Dinge für unseren Körper zu tun. Aber heute wollen wir diesen Körper reinhalten. Đó là cụ thể cái đời sống của chúng ta mỗi ngày nên thánh là như vậy. Das ist das, was es für uns, unser Leben, unseren Alltag bedeutet, heilig zu sein, heilig nhiên, zu werden. Tôi nói một điều, tất nhiên, chúng ta sẽ được sự giúp đỡ rất lớn của Chúa. Aber vor allem müssen wir dran glauben, dass wir die Hilfe Gottes dafür benötigen. Không những chúng ta làm điều đó, nhưng chúng ta có một động lực yêu mến làm cái điều như vậy. Dass wir es aus der Motivation tun, dass wir Gott lieben. Và Chúa cho chúng ta thấy kết quả của điều con vâng lời Chúa là cái gì? Und dass wir auch erkennen können, was es bedeutet als Ergebnis, wenn wir all das tun. Là một cái phần thưởng rất lớn mà Chúa sẽ ban cho con. Und das wird dann der Lohn sein, was Gott uns am Ende geben wird. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng đó là sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Das wird die Errettung unserer Seele sein. Một câu Kinh Thánh Chúa nói rõ chúng ta và nhắc lại được nhiều lần ở trong hội thánh Chúa. Und das es gibt diesen Vers, wo Gott uns daran erinnert und auch schon oft hier in der Gemeinde gesagt wurde. Und lass uns das nicht vergessen. Der Geist Gottes lässt uns lebendig sein. Aber unser Fleisch ist unnütz. Das Wort Gottes ist Geist und das Leben. Nếu một người mà được cả cái thế gian này, wenn wir doch die ganze Welt bekämen. Mà mất linh hồn thì lấy gì đổi cái linh hồn đó được? Aber unsere Seele dafür verlieren, was können wir stattdessen dafür austauschen? Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta hiểu biết điều đó. Wir danken Gott, dass wir das verstanden haben. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho có những con người có niềm tin để giải bày điều đó cho chúng ta. Wir danken Gott für die Menschen, die den Glauben haben und uns das zu offenbaren. Tôi cũng phải nói một điều rằng nếu mà tôi nói với các anh chị em trước mặt Chúa mà tôi không niềm tin, tôi trở thành kẻ nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Denn auch wenn ich hier vorne stehen würde und all das sage und nicht daran glaube, dann bin ich für euch wie ein Lügner. Nếu mà Thánh Linh Chúa không ân chứng trong lòng tôi là kẻ nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Wenn nicht der Heilige Geist derjenige ist, der das bezeugen würde, dann wäre ich auch ein Lügner. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời,
Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi cái niềm tin. Aber wir danken Gott, dass Gott uns diesen Glauben gibt. Cảm ơn Đức Thánh Linh đã không khinh rẻ đời sống tôi. Dass der Heilige Geist nicht von unserem Leben absieht. Đã cho tôi một cái niềm tin. Dass er mir einen Glauben gegeben hat. Và trong cái lòng chân thật, trong cái niềm tin vững vàng Chúa ban cho, tôi có bổn phận làm đầy tớ của anh chị em. Und in diesem festen Glauben darf ich euer Diener sein. Vì tôi vâng phục đấng công bình là Chúa Giêsu Christ. Weil ich den gehorche, der gerecht ist, Jesus Christus. Không phải là tôi yêu anh chị em trước. Nicht, dass ich euch zuerst geliebt habe. Nhưng mà Chúa đã yêu anh chị em trước. Aber Gott ist derjenige, der euch zuerst geliebt hat. Không phải là tôi yêu Chúa trước. Es ist nicht so, dass ich Gott zuerst geliebt habe. Nhưng mà Chúa đã yêu tôi trước. Aber Gott ist derjenige, der mich zuerst geliebt hat. Chúa đã thương xót tôi từ ngày còn là quả kẻ tội. Gott hat mich schon geliebt, als ich noch ein Sünder war. Là những kẻ mà sống không có một cái sự trật tự nào của cuộc sống. Und selbst als ich ein Leben hatte, was durcheinander war. Nhưng mà tôi cũng giống đầy tớ Chúa, đội ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Aber ich möchte die Gnade Gottes auf mich nehmen. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ là chúng ta sống ở trong Chúa. Cái điều lớn nhất, giá trị nhất mà chúng ta không bao giờ được quên. Das Größte, was wir in Gott haben und was wir nicht vergessen sollten. Ấy là linh hồn chúng ta được cứu rỗi. Dass unsere Seele errettet wird. Không có điều gì lớn hết là điều đó, anh chị em. Es gibt nichts, das größer ist als das. Đó là lẽ thật của Chúa, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Das ist die Wahrheit, die wir durch Gott haben dürfen. Das ist sein Wort. Đấng đã bỏ tất cả mọi sự chịu sỉ nhục. Derjenige, der all den Spott auf sich nehmen musste. Chịu người ta khinh thường. Und verachtet wurde. Chịu người ta che mặt chẳng thèm xem. Das und von denjenigen, die ihn nicht mehr anschauen wollten. Jesus Christ, con Đức Chúa Trời là như vậy. Das war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Và Ngài hạ mình, Kinh Thánh nói hạ mình và hạ mình cho đến chết. Und er hat sich gedemütigt bis zum Tod. Thậm chí chết thật cái thập tự giá. Bis er am Kreuz hing. Và sự chết của đấng công bình đã làm của lễ chuộc cho linh hồn chúng ta khỏi sự hư mất đời đời. Und sein Tod ist der Preis dafür, dass er uns erretten kann. Và trong Kinh Thánh, trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 từ câu 10 trở đi. Đoạn 1. In 2. Petrus Kapitel 1 Vers 10 steht auch geschrieben. Kinh Thánh nói rằng về sự cứu rỗi đó. Und wegen dieser Errettung. Các đấng tiên tri tìm tòi và suy xét. Haben die Propheten gesucht. Để nói trước về ân điển đã định sẵn cho anh em. Nach der Gnade zu suchen, die für euch bestimmt war. Anh em à, thực ra Kinh Thánh Chúa nói rõ là không phải chúng ta mới đây Chúa mới biết chúng ta. Es ist nicht so, dass dass Gott uns erst neulich kennengelernt hat. Nhưng các đấng tiên tri rất là lâu đời, rất là lâu năm đã từng nói về ân điển của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta. So wie die Gnade Gottes, die für uns bestimmt war und sie Menschen danach gesucht haben. Và các đấng tiên tri đó, tất cả những công việc đều phục vụ cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hết. Und all das, was wir tun, ist für den Dienst Gottes. Và Kinh Thánh nói rằng các đấng đó bày tỏ ra rằng thời kỳ nào và thời kỳ cách nào. Und das bezeugt oder das will uns aufzeigen, welche Zeit gekommen ist. Để nói trước về sự đau đớn của Đấng Christ. Um davon zu sprechen über den Leid von Jesus Christus zu sprechen. Và vinh hiển của Ngài sẽ theo sau. Und seine Herrlichkeit wird folgen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Kinh Thánh Chúa nói rõ là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Wir danken Gott, dass von Anbeginn der Zeit Gott uns bereits ausgesucht hat. Kinh Thánh Chúa nói rõ là từ những ngày mà chúng ta chưa sinh trên đất này, Đức Chúa Trời đã có chương trình để chọn lựa và cứu rỗi đời chúng ta. Und schon als es die Welt noch nicht gab, hat bereits einen Plan für uns. Đây là một sự định trước, không phải là một sự tình cờ. Das ist etwas, was hervorbestimmt war und kein Zufall. Nhưng Chúa đã định sẵn chúng ta. Sondern hatte eben diesen festen Plan. Kinh Thánh Chúa định sẵn cho một cơn giải cứu chứ không phải định sẵn cho một cơn thạnh nộ. Hat uns einen Plan der Errettung geschmiedet und nicht einen Plan der Verlorenheit, in Verlorenheit. Và quả thật cảm ơn Đức Chúa Trời đã ngay cả dùng các đấng tiên tri để ngày hôm nay giải bày chúng ta nữa. Und deswegen Gott hat auch oder gebraucht auch Diener Gottes, um uns das zu offenbaren. Những người đó Kinh Thánh Chúa được Thánh Linh ở trên trời ở trong lòng mình để nói về việc như vậy. Und durch den Heiligen oder mit dem Heiligen Geist sprechen sie davon.
Và ngày nay họ đang nói về chúng ta. Und heute sprechen sie auch über uns. Họ nói về chúng ta và chúng ta người được Chúa định sẵn cho ân điển trong sự cứu rỗi. Über diejenigen, die für die die Gnade Gottes bestimmt ist. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ là những đấng tiên tri đó không phải bởi cớ mình nhưng vì cớ anh em. Und die Diener Gottes, sie sind nicht für Gott, sondern für uns. Vì cớ anh em mà giao truyền những điều đó. Und wegen uns sprechen diese Dinge aus. Và nhờ Đức Thánh Linh, Kinh Thánh nói từ trời xuống. Und durch den Heiligen Geist, der vom Himmel kommt. Đấy, nhờ những người mà nhờ Thánh Linh từ trời xuống mà giảng tin lành cho anh em. Und damit wir eben von Gott hören können. Giảng tin lành cho anh em để anh em nhận lấy một được cứu rỗi. Damit wir die gute Nachricht hören und errettet werden. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Und die Bibel schreibt auch davon, dass die Engel das gern im Himmel sehen. Những người ở trên trời thiên đàng họ nhìn thấy hết tất cả mọi sự. Diejenigen, die im Himmel sind, sie können das Ganze beobachten. Nhưng mà họ cũng ước ao xem thấu cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Aber sie wollen auch sehen, dass die Errettung zu uns kommt. Nhưng chúng ta mặc dầu giờ phút này chúng ta ngồi đây. Und auch wenn wir aktuell hier sitzen. Những con người rất là tầm thường nhỏ bé. Wir als gewöhnliche Menschen. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rằng à, nước trời cũng đang ngắm nhìn chúng ta. Aber der Himmel schaut gerade auf uns. Chúng ta thử nghĩ mà xem. Bây giờ trong một người biểu diễn âm nhạc, tôi nói ví dụ đi. Lass uns mal überlegen, wenn wir gerade auf einem Konzert sind. Bao nhiêu người đôi mắt để ý vào. Es gibt so viele Augen, die eben diesen Musiker zusehen. Để động viên, để cổ vũ người đó. Um eben diesen Menschen oder diese Musiker zu unterstützen. Nhưng mà nếu chúng ta không ý thức để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ của chúng ta. Aber wenn wir nicht unsere Aufgabe, unsere Verantwortung übernehmen, thì chính đời chúng ta sỉ nhục chúng ta. Dann wird das erstmal schlecht für uns sein. Và làm thất vọng cả những người đang ngắm nhìn chúng ta nữa. Und wir werden auch die enttäuschen, die auf uns schauen. Thế thì bây giờ cũng vậy, trong sự thờ phượng của Chúa của chúng ta. Und genauso ist es hier, wenn wir im Gottesdienst sind. Nếu chúng ta ý thức rằng là ngay cả cái thiên sứ, những cái người rất là lớn, vinh hiển cũng đang ngắm nhìn chúng ta vì Kinh Thánh Chúa ghi như vậy. Wenn uns bewusst ist, dass der Himmel auf uns schaut. Thì thực sự nếu chúng ta một ý thức như vậy thì có xứng nghiệp với nước trời hay không? Dann können wir schauen und prüfen, ob das passt mit dem, was im Himmel ist. Nói như vậy để chúng ta mỗi người kiểm soát đời sống của chúng ta. Das sage ich, dass wir jeder sein Leben prüfen. Kiểm soát đời chúng ta để thực sự chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Damit wir Gott wohlgefallen können. Giống như Kinh Thánh trong năm nay Chúa kêu gọi Hội Thánh Chúa. So wie das Wort Gottes uns dies Jahr erinnern möchte. Vì Chúa Giêsu đấng thánh. Weil Jesus heilig ist. Chúa Giêsu là đấng thánh. Jesus ist heilig. Duy nhất Ngài là đấng thánh. Er allein ist heilig. Ngài là con Đức Chúa Trời không bao giờ có phạm tội. Der Sohn Gottes, der niemals gesündigt hat. Ngài là chết cho tội của chúng ta. Der gestorben ist und für unsere Sünde gestorben ist. Ngài gánh tội của cả thế gian này. Der die Sünde Last auf sich genommen hat. Ngài gánh buồn bực của chúng ta. Der all unsere Traurigkeit aufgenommen hat. Ngài gánh bệnh tật của chúng ta. Und auch unsere Krankheiten. Ngài gánh nỗi nhọc nhằn vất vả của chúng ta. Und all das, was uns belastet. Ngài gánh cái sự tuyệt vọng của con người trên đất này. Und auch unsere Hoffnungslosigkeit. Tất cả những điều đó chất trên Chúa Giêsu Christ của chúng ta. All das trägt Jesus auf sich. Và Ngài sống lại để bày tỏ rằng Ngài là đấng công bình. Und er ist auferstanden, um zu bezeugen, dass er gerecht ist. Đấng sai Ngài xuống, Đức Chúa Trời là đấng công bình. Derjenige, der uns geschickt wurde, ist gerecht. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng thánh, con Đức Chúa Trời hằng sống. Jesus Christus ist heilig, der Sohn Gottes. Đấng đã kêu gọi và chọn lựa chúng ta. Der uns auserwählt hat. Đấng thánh. Vậy nên Kinh Thánh Chúa nói rằng, vậy đấng kêu gọi anh em là thánh. Und weil derjenige, der uns berufen hat, heilig ist, thì anh em hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình. So werdet auch ihr heilig in eurer Lebensweise. Anh chị em, đây là lời của Đức Chúa Trời. Das ist das Wort Gottes. Không phải một lời của một con người nào ngoài Đức Chúa Trời cả. Das ist nicht das Wort eines Menschen. Tất cả đầy tớ Chúa chỉ có nhiệm vụ giao lời Chúa một cách trung tín mà thôi. Die Diener Gottes haben die Verantwortung, das Wort Gottes zu predigen.
nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ý tưởng Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy mày về lời Chúa để giao truyền cho anh em mà thôi. Sie vertrauen auf das Wort Gottes und predigen es. Và thực sự Thánh Linh của Chúa, Thần Linh của Chúa kết hiệp chúng ta làm một với nhau. Und der Heilige Geist vereint uns. Không phải tôi hơn anh chị em kém, không phải như vậy. Es ist nicht so, dass ich irgendwie besser bin und ihr schlechter seid. Tất cả chúng ta chỉ là một ở trong Chúa Giêsu Christ. Denn wir alle sind eins in Jesus Christus. Trong một thân thể của Ngài. In einem Leib. Cùng có một dòng huyết của Chúa Giêsu. Und wir haben alle das eine Blut, nämlich Jesu Blut. Chúa Giêsu là cái đầu duy nhất để lãnh đạo hội thánh Chúa. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Lời Chúa chỉ đạo tất cả con cái của Chúa. Und das Wort Gottes zeigt, wonach wir uns richten sollen. Và tình yêu bởi Thánh Linh Chúa kết hợp chúng ta làm một với nhau. Und durch seine Liebe vereint uns. Và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Und genau das ist Gottes Wille. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng, anh chị em, tiền công của tội lỗi là sự chết. Und der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Tất cả những người phạm tội sẽ phải chết. Alle, die sündigen, müssen sterben. Làm điều gì có giá cho điều đó? Alles, was wir tun, hat seinen Preis. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra để tha tội chúng ta. Jesu Blut wurde ausgegossen, um uns Vergebung zu schenken. Ra để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Um uns von unseren Sünden zu befreien. Những người có lòng ăn năn thành thật với Chúa. Und diejenigen, die vor Demut um Vergebung bitten. Tội lỗi nó đã không có quyền trên chúng ta nữa rồi. So hat die Sünde keine Macht mehr auf uns. Những người ngay cả sống trong sự yếu đuối lầm lạc. Und selbst wenn wir in Schwachheit und Verlorenheit leben. Đấng cầu thay chúng ta là Chúa Giêsu vẫn cầu thay chúng ta. Derjenige, der für uns betet, Jesus Christus betet weiterhin für uns. Đấng vẫn tạo cơ hội để chúng ta, Chúa ơi, tha tội cho con đã vấp phạm với Chúa. Der uns die Möglichkeiten gibt, Vergebung zu bitten. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng mỗi khi chúng ta vấp ngã. Und die Bibel schreibt auch jedes Mal, wenn wir fallen. Mỗi khi chúng ta yếu đuối, sai lầm. Jedes Mal, wenn wir Verfehlung haben. Sự tha tội của Chúa là ân điển của Chúa. Die Vergebung Gottes ist die Gnade Gottes für uns. Và sự nhắc nhở của lời Chúa sẽ là sức lực của chúng ta bước tới những ngày tới. Und es wird uns Kraft geben, die nächsten Tage voranzugehen. Đạo Chúa, cốt lõi của đạo Chúa cuối cùng là gì, anh chị em? Was ist das Wichtigste, das wir in Gott haben dürfen? Hàng bao nhiêu hội thánh giảng lời Chúa hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ? Und vielleicht hören wir von vielen Gemeinden das Wort Gottes. Cuối cùng chỉ có một điều mà thôi. Aber am Ende bleibt nur eins. Chúa muốn chúng ta được cứu rỗi. Gott möchte, dass wir errettet werden. Chúa muốn chúng ta không bị hư mất. Gott möchte nicht, dass wir verloren. Mà được cứu rỗi. Sondern gerettet werden. Anh chị em hãy nói với những người có niềm tin cùng với mình. Lass uns zu unseren Glaubensgeschwistern sagen. Hãy bàn luận cùng với họ. Lass uns mit ihnen sprechen. Đừng có ngồi với kẻ nhạo báng, nó ăn cướp niềm tin của chúng ta đi. Lass uns nicht mit denjenigen sitzen, wodurch uns der Glaube genommen wird. Đừng ngồi với kẻ nhạo báng mà nó phá hủy cái niềm tin của chúng ta. Lass uns nicht mit denen sein, die unseren Glauben zerstören. Đừng đứng trong đường tội nhân. Lass uns, kéo chúng ta đi ra khỏi cái tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa. Lass uns nicht bei der Sünde sein, so dass wir von der Liebe Gottes entzogen werden. Trước hay sau cái ngày của Chúa phán xét sẽ đến. Früher oder später wird der Tag kommen. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng chúng ta là những công dân trên trời. Wird der Tag des Gerichts kommen und aber wir als die Bürger des Himmels. Những ngày sâu thẳm chúng ta nó sẽ qua. Unsere dunklen Tage, sie werden vergehen. Bệnh tật khó khăn nó kìm hãm chúng ta nó sẽ qua. Die Tage, wo wir krank sind, werden vergehen. Những khó khăn mà chúng ta không muốn nó sẽ qua. Die Schwierigkeiten, die wir gar nicht wollen, sie werden auch vergehen. Anh chị em, sự cứu rỗi Chúa đang đặt trước mặt chúng ta. Die Errettung ist bereits vor uns. Và đó là cái kết lõi, đó là trung tâm của cái đạo Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Das ist das Zentrum, das ist das, was wir am Ende erreichen wollen. Anh chị em hãy vui mừng vì điều đó. Deswegen lass uns freuen darüber. Dẫu có sự thử thách trăm bề thoạt đến khiến ta phải buồn bã ít lâu. Auch wenn wir Tage haben werden, wo wir auch mal traurig sind. Nó khó khăn bao nhiêu, hãy kéo cái khó khăn ra. Und umso schwerer es wird, lass uns das versuchen beiseite zu schieben. Hãy xua khó khăn ra đi. Lass uns das zur Seite schieben.
Chúa ơi, con đây. Um zu sagen, dass wir hier sind. Con là con nhỏ của Ngài đây. Ich bin dein Kind. Hãy thương xót con, đừng bỏ con. Vergebe mir und weiche nicht von mir. Chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Und dann wird Gott uns auch nicht verlassen. Dầu có đã từng sai lầm. Auch wenn ich dachte, verloren zu sein. Dầu có đã làm những điều mà con buồn bã vì việc đó. Auch wenn ich Dinge getan habe, wo ich selbst traurig drüber bin. Cha Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ con. Aber mein Vater, mein Gott, er wird mich nicht verlassen. Bằng chứng là ta đã sai con ta, Jesus Christ xuống thế gian để cứu con. Der Beweis dafür ist, dass Jesus geschickt wurde. Đừng sợ, hãy vui mừng đi. Deswegen fürchte dich nicht und freue dich. Đừng ngã lòng nếu con chưa làm được việc tốt lành. Und falle nicht, wenn du oder verzweifle nicht, wenn du es noch nicht geschafft hast. Cách đây tới Chúa ta còn ở dưới đất này rất nhiều. Denn es gibt noch viele, die hier auf der Erde sind. Những người nhờ Thánh Linh từ trời sai xuống đang giảng tin lành cho con còn nhiều người. Die den Heiligen Geist auf den Heiligen Geist vertrauen und das Wort Gottes predigen. Điều đó cũng là công việc của Tay ta. Das sind auch die Werke Gottes. Cũng là cây ta trồng, cũng là nhánh ta trồng. Việc ta đã làm. Das sind auch die Bäume, die Gott gepflanzt hat und die Werke, die Gott getan hat. Để ta được vinh hiển. Damit Gott verherrlicht wird. Con sẽ hưởng được sứ này đời đời. Dann wirst du das Erbe, das Reich empfangen. Con sẽ hưởng được cái nước vinh hiển vô cùng và bền vững đời đời. Du wirst das ewige und beständige feste Reich empfangen. Hãy vững lòng bền chí. Deswegen verzweifle nicht und seid beständig. Hãy nghe lời chân thật từ một đấng chân thật, Jesus Christ. Und höre auf die wahrhaftigen Worte des wahrhaftigen Gottes. Kính mời chúng ta cùng đứng lên. Ihr dürft gerne aufstehen. Dạ, mời ban nhạc ban hát chúng ta bước lên để chúng ta ca ngợi Chúa. Chúng ta thấy có một cuộc chiến tâm linh nó rất là nặng, phải không? Đúng vậy. Wir wissen, dass ein Kampf für uns im Geist. Đúng vậy, kẻ cướp giết và hủy diệt nó luôn luôn rình mò chúng ta. Aber wir wissen, dass der Zerstörer, der wartet immer auf uns. Nó không bao giờ ngưng nghỉ công việc phá hủy của nó. Er hört nicht auf, um uns zu suchen. Các con đừng sợ. Aber hab keine Angst. Đấng ở trong các con lớn hơn những kẻ ở ngoài thế gian. Thần của Đức Trời mạnh hơn những thần của thế gian. Tình yêu của Đức Trời thắng hơn tất cả sự cám dỗ của thế gian kia. Hãy vui mừng vì Chúa Giêsu không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến ngày tận thế. Er wird immer bei uns bleiben bis zum Ende. Và mỗi người đến Chúa sự cầu nguyện để cảm ơn Chúa. Lass uns jetzt im Gebet zu kommen. Cảm ơn Chúa và cho chúng con được mở lòng để đón nhận Thánh Linh của Chúa vào lòng. Kommen wir jetzt vor Gott und danken Gott dafür und öffnen auch unserem Herzen, damit wir den Heiligen Geist in uns empfangen können.